Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog nhé. Hôm nay mình cùng người yêu chiên trứng, ăn cơm với nấu lửa nướng cà dầm tương các bạn. Món này là cà chua mình xào trước, mình bỏ rồi sau này là làm sao bỏ vô chung hàng vậy đây. Tất cả trứng. Sao nhỏ chứ là nhanh ghê chứ, chưa kịp làm gì luôn. Giận nữa, chuyên gia. Thôi nè. Chuyên gia. Không giữ hay không? Nhưng mà không giữ hay không? Chuyên gia gì vậy? Con phèn cắn gì giờ ta. Ơi phèn ơi phèn. Phèn 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 phèn. Gì vậy phèn? Cắn gì vậy? Cú phèn của mình đây. Quậy ghê không? Tha cái miếng vỏ dừa vô cắn. Nó không quậy của ai vậy hả? Còn em anh chị. Anh nhớ còn em luôn mà. Em quậy hơn nó đó. Quậy mà không dám nói. Phèn phèn phải thử luôn nè. Nấu trời ơi. Đi theo kìa. Phèn ơi, ăn cái gì vậy phèn? Ngó kìa, liếm kìa, em cho miếng nè. Cho miếng thấy cưng quá. Thấy tội á. Nè, thành quả chiên trứng nè. Trứng sốt cà. Mẹ yêu con chuẩn bị cho phèn ăn nè. Ờ cho nó vô chén nè. Dạ. Chúc hơi nóng nóng mà nó quất luôn nè em. Ngon quất luôn mà. Kìa. Ừ. Vậy hai cha con ăn gì đó. Ê quên á, chứ cả anh xếp khác rồi. Đúng không anh? Ừ. Em cầm em. Để đó không được, để đó. Chị. Ừ. Đang nói vậy.
sao để này nó còn rửa than nó ngon. Xa vời, có gian không? Cái này đó là đó nhà anh nướng bằng những cái củi á, nướng bằng đá cũng ngon lắm. Không bằng chút này không bằng. Chút ra đâu bằng. Bỏ cái này với quăng nó lại là không cần là đốt lửa. Chứ cái này đặt còn lại. Cái nổ không mà. Không. Cái nhà anh nổ đó. Dạ anh đốt anh canh lửa nhỏ thôi. Chị để ra rõ là để ngọt rồi nguội. Cô Phan có túi lọc lọc cà rồi nè. Có phèn nữa, phèn quậy gì nữa. Nó đâu ăn, phèn đâu ăn được. Mà đòi kìa. Phèn. Ngồi nằm đi nó xài đi. Someone.
khoảng nó hai đủ thứ cây vô phòng. Sắp. Không? Xong chưa? Xong rồi đó hả? Em cầm cái con, cái con gì vậy? Cái con chuột vậy em? Cắt. Bỏ vô chén, bẻ vô gì á? Rồi xong thôi, chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn với video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Nguyễn Vlog nhé. Ngon rồi, ngon rồi, rồi ngay rồi, xích chút nữa.